Hello cả nhà. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi xem hội chợ Tết nha. Đây là chợ chợ Tết ở vùng Vancouver ở Canada. Cả nhà theo dõi mình nha. Đây. Mấy đồ bán rất là đẹp. Ồ, có quà tặng nữa kìa. Có quà tặng nữa. Ồ, cảm ơn, có lì xì nữa nè. Ok, đây đây là cái gì đây? Free money for your child education. Ok. Vừa mới giờ là có quà rồi, đẹp quá. Nè, quà nè. Còn lì xì đâu? Nãy nãy cái tờ lì xì đâu? Em không có lì xì hả? Rồi, mở vô sở. Rồi, ở đây. Đến đây, chúng tôi xin giới thiệu các người phòng nhân dân đám cưới cầu sư và quý vị thành thức. Bữa nay đâu có băng nhạc của ông Sơn đâu hả? Chào lắm luôn đi. Đi qua bên kia à, coi. Chà, chúc em đây đây. Ở đây rất là đông người ha, đông người lắm. Rồi. Em đây nè. Đó, bữa nay ông xã đẹp trai không? À, áo con rồng ấy, tuổi không phải con rồng mà mặc con rồng. Coi nè, coi nè. Xin mời nhạc cảnh đám cưới đầu xuân. Xin mời nhạc cảnh đám cưới đầu xuân. Kính thưa quý vị, thay trong thời gian chờ đợi thì hồng tôi xin mời. Đây có cái gì đây, có gì đây, có vẻ gì. Ồ, cái này bất động sản có luôn cả immigration đây, rất là luôn. Ồ, mấy con này mặc áo đẹp quá nè. Ờ, đây có bán đồ nè, mứt nè, quả thanh long, đây quả thanh long nha, ok quả thanh long rồi nha, đó đẹp chưa? Có bánh trái nè, chè nè, bánh tét nè, chè bưởi nè, ở trong này có bún bò Huế nè ha. Nó bán đồ ăn trong này luôn. Rồi. Oh, đây có à, đây nè, đây nè, người đẹp. Oh. Hả? Người này có quen không? Có quen không? Chị này không quen. Không quen à, tên gì, tên gì? Tên gì giới thiệu cái coi. Chưa? Để đi qua anh đây chụp ảnh. Nhưng kêu mặt là dạng cân không à. Đây có bán sausage. Đây á, cái bên này có bán mứt nè. Quay sổ số nè. Đây, thấy không? Ờ, sao giống tướng cao bộ à, giống như là em đấy, là nhắn tin nữa là kêu nhớ. Đây, đây. Hãy
hello anh Dũng phải không? Rồi. Giờ đây chuẩn bị chụp hình. Có cảnh nè. Dạ. À nãy mình có lịch sử. Có một người. Ồ, hình như có hai người vô lộn chỗ rồi nè. Rồi xong chưa?
ông đứng chính giữa, quay phim mình ngại quá, mình không dám đứng chính giữa. Đẹp trai nào quay phim này. Ở bên nước ngoài này tổ chức lúc nào cũng sớm hơn một tuần.
cho nên người ta tổ chức sớm sớm hơn tuần. Tại sao khóc? Không dừng á, cả ngày ngày dừng chơi tới tới luôn á. Hai chồng mới tới à? Sơn đâu? Tưởng hai vợ chồng không lên chứ. Tết rồi. Ngồi đây luôn đi. Kiếm ghế ngồi đây luôn đi. Mới ăn xong giờ lên. Kiếm ghế ngồi luôn đi. Kiếm hai cái nữa để hai đây. Ca sĩ hát này Đồng Phi ở bên Mỹ qua, cho nên giờ chiếu cho cả nhà coi nha. Dạ ca sĩ á. Lúc đó quay xong thì Thi Điện mất tí. Lúc đó Thi Điện mình Thi Điện hào hào, cho nên là nói là nếu hôm nay là Thi Điện thì chú bồ của mình Thi Điện. Đó là lý do. Đó là lý do là làm sao mà hôm nay Đồng Phi có mặt ở đây, cho nên là một số người thấy là đây đây thì một cái nhà đi. Cho nên là cái gì mà Phi Tiễn có thể mất tiếng rồi, cho nên là nếu mà Phi Tiễn ở đây á cũng không có hát được cho quý vị nghe, cho nên là Phi Tiễn không có thì có Đồng Phi đỡ nhé. Yeah. Ok quý vị. Rồi hồi nãy thì Đồng Phi ở dưới theo dõi cho quý vị, thì nãy cái Đồng Phi đã bắt đầu ra sàn nhảy nhiều lắm rồi. Trước khi Đồng Phi bắt đầu vào biểu diễn của mình, chúng ta đố một tràng pháo sáng. Hello hello. 1 2 ở đây nha, đừng có đấu pháo, đừng có đấu pháo trong nước, không nhảy lát nữa. 3, 2, 1 chứ. Welcome to Vancouver, Đồng Phi. Thank you. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây, không làm mất thời gian của quý vị, mời quý vị nãy giờ chúng ta chưa có quyết, mời quý vị hãy đến với một ly cốc được mang tên Soda. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị. Chết rồi. Là hơi gai. Gai đó. Trước kia là phim đi hát thì dưới kia nó bác đó bác cò bác chỉ gặp là phim bác hỏi chứ con biết hát không vậy con không biết rồi con có hát biết hát không mà khi mà con hát dân chúng nghĩ đại ok con nhạc nhắc đi lên bài kéo bài gì đó ok rồi bây giờ nè thường á là sau mùa xuân dân chúng như nổi danh là đám cưới đó dạ. Ok là vì sẽ mang đến đây cho quý vị một cái đám cưới rất là sôi động, đám cưới nhà đất.
Thank you.